Xin giới thiệu, xin chào mừng các bác trở lại với trang Ký Cổng Kính Xưa. Ngày nay giới thiệu bác cơn chữ biên hoa chữ to đời 12K đời Trung của Mỹ xưa, sản xuất thập kỷ 65-75 nhé. Xuất sắc là zin hết nhé. Vâng. Gầm cầu dưới giữa thì bao giờ nó có chữ AU 12K. Đó. Zin hết nhé. Xuất sắc nhé. Vâng. Chuyên về nguyên zin nhé. Một cây còn tem thì bác biết rồi, thì độ mới rất là cao. Đúng không? Hai cào khác ở chiều 5/2 biểu tượng logo Amme thì cân ốp tốc 12K ghép chữ biên hoa nhé, hay còn gọi là chữ to này. Đấy. Rất sắc mới nhé, mà quay cũng sẩm chiều đấy. Tầm 5 giờ 5 rưỡi bao giờ thế, mà thời tiết này là vẫn còn đang giao thời tiết giao mùa, giữa mùa xuân và mùa hè thì nó vẫn có gió mùa đông bắc nên là nó thối rất là nhanh. Đấy là càng bên phải, giờ mình sang càng trái nhé. Vâng. Càng trái đấy ạ. Vâng. Càng trái 5/2 biểu tượng logo Amme đến Otoko 12K ghép chữ viên hoa và chữ to nhé. Zin hết nhé. Vâng. Chuôi ve còn trắng tinh trắng muốt này. Bọc vàng sáng gương này. Đấy không? Cái này thì zin hết rồi, bởi vì nó còn nguyên tem mà, tất cả là nguyên bản hết ạ. Vâng. Xuất sắc nhé, zin hết nhé. À. Xuất sắc nhé, zin hết nhé. À. Những cái dòng ngoài thì em giới thiệu quá nhiều, thì trong quá trình là hai mấy năm qua bán kính cổ đồ cổ là em giới thiệu kính cơn hay tất cả loại kính cổ đồ cổ khác là giới thiệu đi giới thiệu lại nó cũng rất là nhiều lần rồi, cho nên ngày nay em chỉ đi rất qua đi nhanh đấy. Và cái này bao đi cùng nó bao ra cũng còn mới tinh luôn nhá. Đấy. Oregon FG58 này đấy. Xuất sắc nhá, bao mới cắm cựa luôn nhá. Zin hết nhé. Xuất sắc luôn đấy. Con này size 52, chiều ngang 3,8 nhé. Cầu là cầu 20 và mắt là mắt 52 nhé. Mắt của nó mắt kính cơn bao giờ là sẽ đen đậm, đen nhạt, đen vừa vừa. Đấy thì nó có ba cái dòng mắt. Kính cơn nó chỉ có mắt màu thế thôi nhé. Nó không có màu xanh, màu vàng, màu hồng như các bác nhé. Đấy, riêng dòng kính cơn nó chỉ như thế thôi. Con này size chuẩn là size 52, chiều ngang 3,8 Mỹ xưa nhé. Cái dòng này em có đủ size, em có cả size 57 nhé. Và các bác an tâm yên tâm mà. Đấy, về quy trình mua bán thì em nói rồi, bác nào chuyển khoản 3 ship, bác là ship code thì luôn là đặt cọc 100-200 tùy ra chữ kính. Tất cả ship code kính cổ đồ cổ bác nên đặt cọc 100-200 thôi, không nên đặt cọc nhiều. Đồ đắt tiền kể cả đồ hàng hiệu, những đồ đắt tiền khác của cổ như là loa đài âm thi, âm ly, âm thanh các thứ tất tần tật luôn. Bác rút kinh nghiệm đấy, vì có những bác đặt vài trăm nó biến mất tăm hơi ấy. Rất nhiều trường hợp như thế. Để hết sức lưu ý cái trường hợp này. À. Xuất sắc nhá. Zin hết ạ. Vâng. American West xa xưa, chữ viên hoa gọi chữ to, bọc vàng 12K nhé. Vâng. Tất cả là thành vắc sắc nét đẹp zin hết ạ. Chui về con zin còn mới cắm cựa, nhưng con này thì không có điểm gì chê rồi, bởi vì nó trong tình trạng new mà. Đấy, đã trong tình trạng new thì bây giờ nó sẽ rất là cao tiền. Vâng. Về giá cái này thì em giao lưu các bác là giá là 18.200.000, 18.200K nhé. Giá là 18.200.000 nhé. Bằng 18.200K và tất cả sản phẩm bán ra bao chiếc bao test toàn cầu trên toàn lãnh thổ. À, bác yên tâm về giá cả và chất sản phẩm xuất sắc ấy. Và zin hết mới cắm cựa luôn, thành vắt sắc nét, mặc dù là quay sẩm tối 5 giờ 5 rưỡi và vẫn còn mới đẹp này thì bác biết là độ zin quá ok rồi. Vâng, một lần nữa rất là cảm ơn các bác dành thời gian xem video. Bác nào yêu quý trang Kính Cổ Kính Xưa có thể nút đăng ký kênh, subscribe bên góc phải màn nhỏ biểu tượng quả chuông, để mỗi khi lên kênh hệ thống YouTube sẽ gửi tin nhắn rất nhanh đến số điện thoại tút tút được báo thoại, thì ngày nào hàng ngày bên em đều có những cái video chất lượng để gửi tất cả để các bác về những kính cổ như đồ cổ đồ xưa. Đó là cái giá trị mà trang Kính Cổ Kính Xưa luôn nói các bác thế. Vâng, rất cảm ơn. Xin chào tạm biệt các bác, hẹn gặp lại sau nha.